Và đây liên tục chương trình Châu Quốc Cương xin gửi đến toàn thể quý vị ba câu vọng cổ của tác giả Việt ngữ được mang tên Yêu Thầm. Bài hát này bài hát của em trai Hồ Bình Dương đó, mình quý quá cho nên mình hát lại. Và bây giờ em mời em trai nghệ sĩ Hồ Bình Dương lên song ca với anh em mình. Dạ, cái bài này cũng lâu lắm em chưa hát lại, em nghe anh hát ít hát. Dạ. Dẫu trong kỷ niệm bao đời yêu thương tối tâm, không cho duyên ngầm những câu tình chung luôn có đôi. Giờ đắm vậy thôi, cách chi thêm sầu. Lỡ câu duyên phận tôi đành nhìn nhau như cố nhân. Ngày ấy chung đôi mộng mơ tình muôn thuở, thầm ước mong sao cho mối duyên kia không gian dở bao giờ. Không cách không xa, không đợi không chờ, tình yêu dần đằng soi sáng, càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau. Nơi quán nhỏ bên đường anh trước em sau, chỉ lặng nhìn nhau rồi trao đời tâm sự. Để kiếm về anh thao thức tương tư gồm nhớ gồm tư, yêu thầm trong cảm nhớ mong tư bay về mình sẽ được gần nhau. Người bên em nghe giọng nói ngọt ngào mà hạnh phúc tuôn trào trong tâm tư. Anh muốn yêu em trong niềm sung sướng, nhưng em nói rằng anh vướng bận mà thi. Dâng cao khi cách biệt phương trời, em mãi lo xây hạnh phúc cho riêng mình. Nên đã quên đi bao lời có anh chiều nay mong đợi. Hẹn ước chờ chung tình nay lạnh lùng xa. Quay lại nên kẻ
thầm cài đắng xót xa ngàn đầu. Thì thôi xây nắm mồ đời chuông giao di già những lời thầm yêu. Yêu thầm được không ha? Có vợ chưa? Có vợ chưa? Chưa bà nội. À, vậy thì yêu được nghe chứ có vợ. Dạ. Dạ, đây là chương trình Em Gái Bích Tuyền cùng với nam nghệ sĩ Chú Bích Cường sẽ gửi đến một lớp chất đợn được mang tên Bên Cầu Dệt Lụa. Xin mời các nhà mình cùng theo dõi. Dạ, kính chào công tử. Tiểu thơ, trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao nghe chua chát quá. Công tử còn giận. Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho kẻ đã xa cơ. Chính nhục đã quá nhiều, tôi vẫn còn có tiểu thơ là một khách kim ân cư xử trước tâm chân tình, xóa dịu niềm đắng cay là kẻ trắng tay nên tôi đành. Tiểu thơ đáp trả mây cho vừa, muốn nói sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Trần Lan ơi em không dám sẵn học đòi với những trang nghe cô ngày xưa đã cắt tóc bán lấy tiền tiền chồng lại gánh nâng thi. Đây gói hành trang trang chứa một thắm tình và số bạc mòn em đã chắc chiêu trong những ngày nắng mưa tầng trọng tráo tay ân cần đưa tiền kia đang trên người gấp vào tay ai tâm sự của riêng mình em đã dám vượt khuê môn bên cầu dừng dòng lệ giáo thị phi ngài bạn hổ tên đề làm rạng danh tông tổ em không dám mơ cùng ai vui đạo sướng tùy nếu chàng có thương chung nghĩa tương tri xin với cha em hãy nghe điều ân quan. Quỳnh Nga ơi, ta thiết trước tình nàng biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay. Trần Lan ơi, còn đây là chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự mà đêm đã từng đêm em vẫn có công mai dở âm thầm
đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập tâm hồn. Đêm từng ngày tháng lụng dần trong hiu quạnh, lòng cầu mong mai lập được chữ công danh. Chánh hình dung bóng mai chập chờn bên bếp lửa có ro, tay gươm lá thêm vào cho đủ sáng học kinh thi. Miệng đọc sách gian gian tay lia đập mùi, em gắn vết cho rồi hồi kia buổi lai kinh. Quỳnh Nga đường lái kinh xa biệt ngàn sương dương. Chàng hai mắt vào cho âm lục diêu sương, lòng kỳ vọng chàng Quỳnh ơi, nhân vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề vén vương chữ chung. Tình nắng đã rơi ấm lòng ta trường đình, tay ướt mắt vào trong ngực mong chưa mặt mời ấm đã len vào từng kẽ tóc chân tơ. Giữa mày bên mình manh đau lùa, ta nhớ hoài thời lung lạc ở nơi đây. Bước tăng trầm trời đất cùng lá lai, trong nỗi đắng cay có nhiều gì khó nồng. Trần gian xinh đẹp nặng đỡ quán ngân thời chỉ ngủ, mà đối với cha già trần gian. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, sự bắt nghề của cha em như ngọn đèn hèn mòn, còn tình cảm của em thì cảo dời dời như ngọn thái sương. Ngày nào nay không còn nữa, trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chiều cơ hàng để giữ vẹn sắc son, nàng, nàng xứng đáng đầy danh liệt phù. Đời dù có cực nhưng quá nhiều hạnh phúc, ta biết phải nói sao cho trọn vẹn chân tình. Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bình rình, xúc động nào làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho đến ngày nhắm mắt lời đã trao anh, xin giữ mà chuyện tình. Dạ, thì xin cảm ơn các nhà rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều.